Chào tất cả anh chị nhà đầu tư. Chào mừng các anh chị đã quay trở lại kênh YouTube về chứng khoán của Công Dũng Đa Phát. Thì hôm nay là một ngày thứ 5 thì em cũng đi làm một video ngắn để phân tích lại VN Index trong phiên giao dịch ngày mùng 2 tháng 6 cũng như đưa ra các kịch bản và nhận định cho phiên giao dịch ngày mai, ngày mùng 3 tháng 6. Rồi sau đó mình cùng anh chị em sẽ cùng nhau đi phân tích lại các mã cổ phiếu, một số mã cổ phiếu nổi bật của các nhóm ngành để xem cổ phiếu vận động ra sao và nó sẽ có những cái kịch bản nào tiếp theo đối với cổ phiếu. Thì hôm nay em cũng có cái chút việc bận nên là chúng ta sẽ đi nhanh hơn thường lệ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi xem lại thị trường trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là VN Index giảm 10,9 điểm xuống mốc 1.288,62, trong đó có 123 mã tăng, 53 mã tham chiếu và 332 mã giảm. Thì số mã giảm thì nó gấp 3 lần số mã tăng, thì chúng ta có thể thấy là nó thể hiện ở cái thị trường nó bị giảm điểm như vậy. Và VN30 thì cũng giảm 10 điểm xuống mốc 1.325,49, thì có 5 mã tăng, 2 mã tham chiếu và 23 mã giảm. Thì mọi người có thể thấy là hôm nay hầu hết các dòng cổ phiếu nhóm ngành bị giảm mạnh nhất thì vẫn là chắc là Hòa Phát. Hòa Phát là một cái yếu tố mà giảm điểm, kéo giảm điểm mạnh cho thị trường. Sau đó đến các cái nhóm cổ phiếu của dòng ngân hàng nó hỗ trợ cái việc giảm điểm anh em nhé. Thì hôm nay dòng bán lẻ có PNG này, MWG, Novaland được kéo xanh, MSN thì nó đang vào nhịp điều chỉnh bởi vì nó đã được kéo xanh ở mấy phiên hôm trước rồi. Đấy, thì nó cũng là một cái mặt bằng nó đồng đều, những cái mã nào mà nó chạy trước thì nó sẽ phải điều chỉnh trước, mã nào chạy sau thì hôm nay nó xanh thì nó sẽ gặp áp lực điều chỉnh sau. Nhìn về cái dòng tiền luân chuyển thì hôm nay chúng ta có thể thấy là các mã ngân hàng là bị giảm điểm mạnh nhất, sau đó đến bất động sản. Bất động sản thì trong Zoom khách hàng mình cũng có hai mã, đó là Đích và Nam Long, thì mình cũng đã cho mọi người chốt hai mã đó vào phiên giao dịch ngày hôm qua. Ở phiên giao dịch ngày hôm qua thì chốt cổ phiếu của bất động sản thì nó cũng là ở mức là trên giá vốn một chút, chứ còn cái hôm trước là mình mua đã có lúc nó lên tăng mấy phần trăm lên giá 60-61, thì như con Đích thì mình vẫn kỳ vọng nó là sẽ là một cái phiên nổ và tăng. Tuy nhiên khi nó tăng mà gặp cái áp lực bán như vậy, nó không tăng được ấy, nó lại quay lại, thì tốt nhất là chúng ta nên xử lý, bởi vì cái giai đoạn này không phải là giai đoạn chúng ta sẽ đánh cầm lâu được anh em nhé. Con nào mà chúng ta mua, chúng ta đặt kỳ vọng cho nó có thể là 5-10% mà cầm đến T3, T4 mà nó không tăng được thì chúng ta phải xử lý nó ngay để chúng ta tránh khỏi những cái nhịp giảm như cổ phiếu Đích phiên ngày hôm nay. Chúng ta tránh khỏi những cái nhịp giảm như này. Đấy. Thì mọi người có thể thấy là hôm nay nó rơi về M20 rồi. Nhìn cái khối lượng giảm như thế này thì rất dễ là nó có thể nó đâm thủng cái M20 này nha anh em nhá. Điều đó là có thể xảy ra nếu thị trường mà diễn biến nó không được đẹp anh em ạ. Thì chúng ta phải xử lý ngay. Mình mua thì hôm qua là một cái phiên mà nó rơi thủng 59 thì mình cũng đã nhắn mọi người là chốt cái cổ phiếu này, bởi vì mình mua là 58.8, 58.7 gì đó. Thì mức giá 59 là mức giá hợp lý, tính cả những cái tiền thuế phí mình mua thì nó vẫn là gọi là hòa vốn. 59 hôm trước nó lên cao như này thì mình cũng không bán, đã có lúc là nó lên 62 gần 63 thì mình cũng không bán, bởi vì mình kỳ vọng một cái nhịp nổ chạm kháng cự này thì mình mới bán này. Thì tuy nhiên nó lên đến gần cái kháng cự không tăng được thì chúng ta phải xử lý nha anh em nhá. Như cổ phiếu Nam Long cũng vậy. Tại sao là phiên hôm qua mình cũng đã bán và mình cũng có nhắn lên Zoom khách hàng VIP của mình, đó là mua ở mức giá 46 đến 46.1, thì mình nhắn là nếu mà thủng 465 thì mọi người phải cơ cấu cổ phiếu này ra. Đấy, để chúng ta tránh ăn thêm một cái cây giảm như thế này nữa. Và cái cổ phiếu như Nam Long ấy nó bị thủng cái kháng cự M20, hỗ trợ M20 thì chúng ta sẽ không biết là nó sẽ đi tìm về đâu đâu. Có thể là nó sẽ tìm về những cái đáy cũ của nó rồi nó bật lại. Nhưng khi chúng ta đứng ở trong cái phương diện mà chúng ta cầm cổ phiếu ấy, nó rơi xuống đây thì nó bật lại. Nhưng chúng ta cầm cổ phiếu mà chúng ta mua như mình ấy,
mình mua ở mức giá 46. Đây, 45 46 nhá. Thì nếu nó rơi xuống cái đáy này thì mình sẽ mất đến 7,22%. Mà trong cái phương pháp mua bán của mình ấy, nếu lấy vị thế cổ phiếu mà thủng 4% là mình sẽ cắt. Đấy. Đấy là cái cách mua bán của mình để chúng ta đỡ bị kẹp vốn. Dù nó xuống đây, nó có thể nhá, trường hợp có thể là nó sẽ bật lại lên được. Thì lúc đó chúng ta tính sau. Và giảm với cái khối lượng lớn như thế này cũng không phải là điều tốt đẹp gì cả mọi người. Giảm khối lượng lớn chứng tỏ là cái áp lực bán rất là lớn. Đấy. Và rất nhiều người kỳ vọng nó nổ lên nhưng nó không nổ được thì phải bán đi thôi. Không nên cầm lâu làm gì trong cái thị trường này anh em ạ. Thị trường nhịp này mình vẫn đánh giá nó là một cái nhịp hồi của VN Index. VN Index thì nó vẫn là một cái nhịp hồi thôi. Đấy. Có thể là những cái đánh giá của mình thì nó sẽ là hồi đến cái mục vùng này. Tuy nhiên thì nó cũng phải túc tắc đi lên. Hôm nay là một cái phiên điều chỉnh sau một cái chuỗi ngày tăng 1, 2, 3, 4 phiên. Tính phiên này là 5 phiên tăng. Phiên này thì cũng là phiên màu đỏ nhưng là phiên thứ 6. Phiên thứ 6. 6 phiên tăng liên tiếp rồi. Thì hôm nay là một cái phiên điều chỉnh thì mình nghĩ là cái động thái này cũng rất là hợp lý thôi. Bởi vì cái vùng này thì chúng ta thấy rằng nó giao giao dịch trong một cái biên độ hẹp nhá. Thị trường chúng ta vận động trong một cái biên độ hẹp thì nó sẽ gặp những cái phiên tăng rồi chỉnh, tăng rồi chỉnh. Nó đang là một cái thời điểm không rõ về xu hướng anh em nhé. Khi nó đi ngang thì nó là không rõ về xu hướng. Vì thế cái xác suất mà nó tăng lên nó giảm xuống là 50-50 anh em nhé. Đoạn này không ai có thể nói hay được là thị trường tăng hay giảm, cũng không ai có thể đoán được thị trường ngày mai như thế nào. Chúng ta chỉ dựa vào những cái vận động của nó để chúng ta đưa ra các nhận định và các kịch bản nó có thể xảy ra để chúng ta phán đoán, chúng ta mua bán cổ phiếu, chúng ta chốt cổ phiếu hoặc là chúng ta mua cổ phiếu nha anh em nhé. Chứ không phải ai cũng có thể, mà thực ra mình thấy là trên thị trường này không ai có thể đoán được ngày mai thị trường ra sao. Đấy, chỉ có thánh mới đoán được thôi, chứ còn con người thì không thể đoán được thị trường ngày mai nó tăng hay nó giảm. Đấy, thì chúng ta sẽ đưa ra, gọi là đưa ra các kịch bản dựa trên cái phân tích kỹ thuật để chúng ta biết được ngày mai có khả năng nó sẽ đi như thế nào. Đấy. Thì thị trường như thế này, chúng ta có thể xem ở cái chart giờ này. Cái chart giờ ấy, thì nó sẽ thể hiện thị trường của chúng ta nó dao động tích lũy và nó có sự giảm giá nha anh em nhé. Nó đang ở trong một cái biên độ tích lũy ở đây và nó hôm nay là một cái cây giảm giá, nó thủng cái M20. Hôm qua thì nó đóng cửa ở trên M20 nhưng đến hôm nay bắt đầu là nó tích lũy lại trên M20 nhưng đóng cửa nó lại là thủng M20. Thì đó là một cái tín hiệu, cũng cũng có thể coi là cái tín hiệu điều chỉnh ngắn. Bởi vì chúng ta có thể thấy ở đây MACD nó mới có một đỉnh ở trong cái chart giờ. Thì thường thường thì mình thấy khi nếu mà nó muốn giảm ấy thì nó phải tạo được hai đỉnh. Thường thì phải tạo được hai đỉnh thì nó mới giảm mạnh nha anh em nhá. Tạo được hai đỉnh thì mình nghĩ rằng cái vùng hôm nay nó giảm xuống là 1.288 thì sẽ có cái khả năng nó quay lên, nó test lại cái vùng 1.300 này. Nếu ổn thì nó sẽ vượt qua được, còn không thì nó sẽ quay đầu nó giảm xuống test lại những cái vùng nền này nhá. Test lại những cái vùng M20 này, test lại những cái vùng đáy này là rất có thể xảy ra. Đúng không anh em? Thì đấy là cái kịch bản của thị trường ngày mai. Thì chúng ta hãy dựa vào đó, dựa vào những cái phân tích của chúng ta để chúng ta đưa ra các cái kịch bản để chúng ta xử lý các cổ phiếu nha anh em nhé. Tiếp theo thì mình sẽ đi phân tích thêm một vài cổ phiếu của các nhóm ngành. Thì như cổ phiếu của ACB, thì cổ phiếu này hôm nay là ngày không giao dịch, không ở quyền, thì cái giá của cổ phiếu nó bị chia tách thì nó có những cái yếu tố nó giảm giá. Tuy nhiên nhìn về cái chart của ACB ấy, thì mọi người có thể thấy là ACB nó vẫn đang tạo một cái biên độ tích lũy trên cái vùng kháng cự. Đấy. Thì đây là một cái dấu hiệu hết sức bình thường của cổ phiếu nhá. Khi cổ phiếu mà nó muốn đi lên nữa ấy, nó đi từ dưới đáy đi lên mà. Nó muốn đi lên thì nó phải tạo ra cái biên độ tích lũy để hấp thụ lại những cái lượng hàng của anh chị nhà đầu tư kèm hàng ở đây.
để nó tụ lại, tổ chức người ta mua lại thì người ta mới gom hàng vào kho, người ta đánh lên nha anh em nhé. Còn kho họ mà chưa đầy thì họ sẽ không đánh lên đâu, họ sẽ tiếp tục đi ngang và họ gom hàng. Đấy, đấy là những cái động thái của tổ chức chúng ta có thể đoán định được. Thì mình sẽ phân tích ba cái cổ phiếu chủ yếu thôi. ACB là một cổ phiếu chạy trước lên cái vùng kháng cự cao nhất, gần gần cao nhất của cái nhóm ngành ngân hàng. Thì cái kháng cự này cũng kháng cự tương đối là ở gần cái đỉnh cũ, thì nó là cái cổ phiếu chạy trước nhé. HD Bank thì mọi người có thể thấy là hôm nay là một phiên giảm giá của HD Bank, tuy nhiên là nó vẫn đang ở trong một cái biên độ tích lũy. Đấy. Nó ở biên độ tích lũy và để nó kéo cái đường MA20 lên để làm cái động lực hỗ trợ cho nó tăng điểm tiếp theo. Và chúng ta xét về mặt khối lượng, chúng ta có thể thấy là hôm nay là một cái phiên khối lượng dưới trung bình, là một điều hết sức bình thường đối với vận động của cổ phiếu nha anh em nhé. Cũng không có, chưa có gì phải lo lắng cả đối với cổ phiếu này. MBB thì nó giảm thủ MA20 và nó đang tiến về cái đường MA20, thì nhưng với cái khối lượng ở mức trung bình thôi anh em ạ. Cái khối lượng này thì chúng ta vẫn có thể đánh giá được nó là một cái tích cực của cổ phiếu. Đấy, hôm nay là một phiên giảm nhưng khối lượng không cao, cũng không có yếu tố gì bán tháo của tổ chức cả, thì chúng ta vẫn sẽ cầm quan sát đối cổ phiếu như MBB. Và tiếp theo là một cái cổ phiếu của STB. STB thì hôm nay giảm thủ cái MA20 rồi, thì nhìn chung thì cái cổ phiếu này nó là xấu nhất trong ba cái cổ phiếu, bốn cổ phiếu mình vừa phân tích. Thì tuy nhiên thì mọi người có thể thấy là cái mặt tích cực của nó là mặt về khối lượng nha anh em nhé. Giảm điểm thủng MA20 nhưng cái khối lượng thì nó ở mức dưới trung bình 10 phiên, thì đây cũng là một cái điểm cộng của đối với cổ phiếu STB. Thì nó quay về nó test lại cái vùng ở vùng bùng nổ, vùng gọi là như kiểu cái vùng đỉnh cũ đi, thì trên này là một cái biên độ tích lũy, còn cái cây này là vùng đỉnh cũ của nó, thì nó quay về nó test lại anh em nhé. Với cái khối lượng mà nó ở mức dưới trung bình như thế này, chúng ta có thể tạm chấp nhận được. Tiếp theo thì mình sẽ phân tích về nhóm ngành dầu khí. Như cái cổ phiếu của BR thì hôm nay nó quay về mức tham chiếu, thì chúng ta có thể thấy là những cái cổ phiếu mà nó tăng liên tục như thế này thì nó sẽ phải có những cái phiên mà nó nghỉ anh em nhé. Phiên nghỉ thì tuy nhiên cái khối lượng này hơi lớn thì chúng ta vẫn có phải quan sát thôi. Anh chị em nào muốn mua mới thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải chờ đợi, bắt buộc phải chờ đợi và quan sát. Thì ngày hôm nay thì chủ yếu là những cái áp lực chốt lời đấy, mọi người sẽ chốt lời là nhiều. Thì như cái cổ phiếu CNG này cũng vậy, đang phải dừng lại tích lũy rồi, nó sẽ phải dừng lại tích lũy thì nó mới có những cái động lực nó tăng tiếp, chứ còn cổ phiếu mà cứ kéo lên như thế này, tổ chức người ta sẽ rất là tốn tiền và người ta sẽ không làm như vậy anh em ạ. Họ kéo FOMO đoạn này, có thể đoạn này nó tích lũy hoặc là nó kéo FOMO thì anh em chị em nhảy vào mua, khi nó chưa đạt cái điều kiện an toàn thì rất dễ chúng ta sẽ phải đu phải những cái nhịp chỉnh bất ngờ nhá. Đối cổ phiếu dầu khí gas, đấy, cái cổ phiếu này thì hôm qua là một cái phiên tăng, tuy nhiên nó chưa vượt được cái kháng cự của đỉnh cũ, thì nó cũng chưa hình thành một cái mẫu hình tạo hai đáy rõ ràng lắm. Đấy, khi mà nó vượt qua được cái điểm này cơ, điểm mua của mẫu hình hai đáy nó nằm ở trên này cơ, nó giao, nó là một cái điểm mua nó nằm ở đây. Đấy, thì chúng ta mới mua nhé. Còn nó tăng gần tới mà nó tụt lại như này thì nó vẫn chưa hình thành đủ cái mẫu hình hai đáy. Oi OI thì hôm nay là một phiên giảm giá này, ở mức khối lượng là trung bình. Thì cái cổ phiếu này như mình nói mấy hôm ấy thì nó cũng khá là nặng, cổ phiếu này khá là nặng, vì thế là anh chị em cũng không nên ưu tiên mua cổ phiếu như OI. Bao cũng vậy, bao cũng là một cổ phiếu nặng thì anh em cũng cân nhắc về cái cổ phiếu này. Còn PET, PET thì nó chưa tăng trong thời gian vừa qua, đối với các cổ phiếu dòng bán lẻ và dòng dầu khí thì hôm nay nó có một phiên tăng bù. Và cái nhịp tăng này thì chúng ta cũng không thể nói trước được điều gì nếu mà thị trường chung nó xấu nhá. Thì hôm nay anh em nào mà đu thì cũng hơi hơi rủi ro. Đối với mình đánh giá thì hơi rủi ro. PVC. PVC thì trong phiên nó cũng rất là tích cực. Tuy nhiên thì hôm nay là một cái phiên điều chỉnh của dòng dầu khí nói chung và một cái phiên điều chỉnh mà khối lượng trên trung bình như này, thì chúng ta vẫn phải cảnh giác. Anh chị em nào có hôm nay mà trong phiên có cái vị thế thì tốt nhất là chúng ta sẽ chốt lời đối với cổ phiếu dòng dầu khí đã tăng quá mạnh. PVS cũng vậy. Đấy. PVS tăng kéo lên gặp cái vùng kháng cự thì nó cũng phải dừng lại thôi, bởi vì là cái lực kéo làm sao ở đâu mà nhiều thế.
tổ chức người ta sẽ không bỏ tiền liên tục để người ta kéo cổ phiếu cho anh chị em hưởng lãi đâu. Người ta sẽ phải có những cái phiên nghỉ và phiên dừng lại để chốt lời. Rồi tổ chức nó mới kéo tiếp. Nếu cổ phiếu này mà tích lũy lại ở cái vùng này được thì chúng ta có thể xem xét chúng ta lấy vị thế được. Nhưng mà phải chờ nó tích lũy lại từ 3 đến 5 phiên nhá thì chúng ta mới lấy vị thế. Xem qua bất động sản thì như cổ phiếu đích mình cũng vừa phân tích rồi. Thì các cổ phiếu khác cũng vậy, như cổ phiếu sale cũng thế, tích lũy mà không tăng được thì tốt nhất là nên bán đi. Đấy. 1 2 3 4 5. Những cái cổ phiếu sale này ấy, nó tích lũy nhưng mà cái khối lượng nó vẫn lớn thì chúng ta vẫn còn những cái rủi ro nó sẽ điều chỉnh. Vì thế là chúng ta sẽ không không mua vội cái cổ phiếu như cổ phiếu sale. Cổ phiếu CI thì nó tích cực hơn, hôm nay nó giảm điểm nhưng mà nó vẫn ở trên đường MA20, nó vẫn đang ở vùng tích lũy của nó. Thì cái cổ phiếu này chúng ta cũng chỉ quan sát theo dõi thôi. Cái lực mua bắt đầu nó giảm dần, nó yếu dần đấy anh em ạ. Lực mua bắt đầu yếu dần, nó thể hiện ở histogram ở MACD này. Đất xanh thì hôm nay có một phiên giảm thì khả năng cái cổ phiếu này nó sẽ phải quay lại, nó test ở lại cái vùng đáy này thôi. Nó test lại vùng nền này thì anh chị em nào có hàng thì những cái nhịp mà nó quay trở lại lên cái đường MA20 thì lúc đó chúng ta sẽ tiến hành chúng ta chốt cổ phiếu nhá anh em nhá. Hôm nay cái dòng bất động sản có một cái điểm sáng, đó là cổ phiếu của Hút. Cổ phiếu của Hút thì nó cũng đang hình thành cái mẫu hình là mẫu hình hai đáy. Thì cái cổ phiếu của Hút này thì chúng ta có thể thấy là cái đáy ở đây, thì đây là cái vùng mà đỉnh nhá. Thì cái cổ phiếu này nó vượt qua đây, nó phải vượt qua đây thì chúng ta mới xem xét chúng ta mua cổ phiếu. Nhưng cái cổ phiếu này nó tăng tăng không có tích lũy thì cũng rất dễ là rủi ro nó sẽ điều chỉnh như vậy. Vì thế chúng ta cũng chỉ quan sát thêm cái cổ phiếu của Hút này thôi. Đấy, nếu nó vượt qua vùng này tích lũy lại được ở đây thì khả năng chúng ta sẽ lấy được vị thế đối với cổ phiếu Hút nhá. Và cái cổ phiếu này nó cũng vừa chạy qua một cái chu kỳ rồi thì bây giờ chúng ta cũng nên phải cẩn thận đối với cổ phiếu này, bởi vì là một chu kỳ khi nó kết thúc nó đè giá thì khả năng nó sẽ phải tích lũy đi ngang, mất rất nhiều thời gian nha anh em nhá. Và có một những cái cổ phiếu nữa nó có tích cực, đó là cổ phiếu của nhóm ngành là bất động sản công nghiệp, ITA. ITA thì hôm nay tăng cũng rất là mạnh và mình biết rằng là rất nhiều người hôm nay đu vào cổ phiếu ITA. Tuy nhiên thì cuối phiên nó gặp cái áp lực chung của thị trường thì nó cũng bị giảm điểm. Thì chúng ta cũng quan sát thôi, giữ vị thế quan sát thôi, bởi vì cái vùng tích lũy của nó khối lượng lớn nha anh em nhé, rất là rủi ro. Chúng ta sẽ phân tích thêm cái dòng thủy sản dệt may nữa nhá. Hôm nay mình cũng làm một cái video ngắn thôi. ANV. ANV thì hôm nay là một phiên nghỉ của ANV. Đấy, hôm nay là một phiên nghỉ nhá, sau những cái đợt tăng giá rất là mạnh. Thì hôm nay điểm tích cực của nó là một cái khối lượng thấp. Đấy, chứng tỏ rằng cái lực bán nó cũng không có nhiều. Hôm nay là một cái phiên mà tổ chức người ta không tham gia và không can thiệp quá nhiều vào cái việc mua bán trong phiên. Thì hôm nay chúng ta có thể thấy là cái phiên hôm nay thì là cái áp lực bán nó không lớn. Đấy, thì cái cổ phiếu này mình đánh giá như thế này là cũng khá là tích cực đối với cổ phiếu ANV đấy. Nó tăng lên đây thì nó đã phá vỡ được cái mẫu hình ba đỉnh rồi anh em nhá. Thì chờ đợi đó, chờ đợi nó những cái phiên test lại chẳng hạn, nó test lại cái vùng đỉnh này hoặc nó tích lũy lại thì lúc đó chúng ta mới mua nhá. Còn những cái phiên cao như thế này thì chúng ta sẽ không đu vào đây, không nên đu anh em. ASM cũng là một cái phiên cùng dòng thôi. Đấy, nó cũng chưa vượt được cái vùng mà mình vẽ ở đây, đó là chữ W hướng lên. Thì nó chưa vượt được, lúc nào nó vượt được thì chúng ta sẽ tính sau đối với cổ phiếu này. MC. MC thì hôm nay tăng vượt rồi thì những cái điều kiện này thì chúng ta có thể mua được như cái cổ phiếu MC. Đấy, nhưng mà hôm nay là một cái phiên tăng. Chúng ta như mình ý, thì mình vẫn thích là nó tích lũy lại sau đó nó vượt đỉnh thì sẽ đẹp hơn. IDI thì hôm nay tăng đến đây thì nhô lên thì lại bị tụt xuống, thì nếu cổ phiếu này nó tích lũy lại được thì mình sẽ mua cổ phiếu như IDI nha anh em nhé. Hiện tại vẫn quan sát thôi. GIL hôm nay là cái dòng dệt may tăng điểm khá là tốt và cổ phiếu GIL này là nó có những cái nhịp mà nó tăng tiền vào, có tiền vào sau những cái đợt tích lũy ở đây. Tuy là cung nó chưa được cạn lắm nhưng mà hôm nay có dòng tiền nó đi vào
thì chúng ta không mua được ở những điểm này thì chúng ta cũng chớ nên đu trần ở những phiên này. Nếu thích mua ấy, thì chúng ta sẽ phải chờ đợi nó tích lũy lại. Đấy là cái điểm mua, cách mua an toàn. TNG hôm nay là một cái phiên ngày không hưởng quyền. Tuy nhiên nên cái cổ phiếu này nó có những cái áp lực mà nó bị giảm điểm nha anh em nhé. Áp lực giảm điểm chung vì cái ngày không hưởng quyền nó kéo lên thì nó giảm. Đấy. Thì chúng ta quan sát cái cổ phiếu này thôi, quan sát thôi. Hôm nay mở gap này, còn một cái hở một cái gap ở đây. Đấy, nó còn hở một cái gap ở đây. Đấy, thì chúng ta sẽ quan sát thôi, quan sát đối với cổ phiếu TNG. VGT hôm qua một phiên tăng điểm thì hôm nay cũng là một phiên chững lại với khối lượng trên trung bình, thì chứng tỏ rằng cái áp lực bán ở trên này nó vẫn còn lớn nha anh em nhé, nó vẫn còn lớn và nó bán cổ phiếu đi xuống. Đấy. Áp lực trên vùng kháng cự mà nó lớn nó sẽ bán cổ phiếu mạnh như thế này, thì cũng chỉ quan sát thôi, tích lũy lại ở đây cạn cung thì mới mua. Còn khối lượng lớn như thế này thì chúng ta mua chúng ta chỉ xác định ăn một cái cây nhỏ nhỏ thôi, nó cũng không được cao lắm. Khi cổ phiếu mà muốn lên mạnh thì nó phải tích lũy cạn cung nha anh em nhé, tích lũy cạn cung thì nó mới có thể lên mạnh được. Và hôm nay thì mình cũng làm một video ngắn thôi, bởi vì đến 8 giờ là mình cũng có một chút việc bận phải đi ra ngoài, thì mình sẽ dừng lại ở đây. Thì anh chị em nào muốn tham gia du khách hàng VIP thì có thể liên hệ với mình sẽ tư vấn mọi người cách tham gia du khách hàng VIP một cách đơn giản và dễ dàng nhất nha anh em nhé. Thì cũng chúc các anh chị em ngày mai có một phiên giao dịch cuối tuần gặp nhiều may mắn và thuận lợi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em ở những video tiếp theo.